Trê cóc đánh nhau. Tại một bờ đầm yên ả nọ, có đôi vợ chồng nhà cóc sống ở ven bờ, dưới nước. Hàng xóm của họ là đôi vợ chồng cá trê, muộn màng không con, ngày ngày. Cuộc sống của hai vợ chồng trê cóc ở trong ao rất bình yên, vui vẻ. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có cả một đàn con. Em đã vất vả nhiều rồi, chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Chẳng biết là trứng của nhà ai mà lại nhiều đến vậy, đúng là không công bằng. Người thì thật nhiều những con, chứ như vợ chồng mình thì mong mỏi mãi mà cũng không có lấy một đứa con. Thôi, con cái là của trời cho, đến lúc nào thì hay lúc ấy. Em xem này, một con vừa chui ra từ vỏ trứng này. Anh xem kìa, nó thật giống với chúng ta, một màu đen bóng. Ừ nhỉ, trông giống hệt như họ nhà cá trê vậy. Trời ơi, cả một đàn cá con, chẳng biết chúng là con của nhà ai nhỉ? Nhưng sao em cứ luôn có cảm giác giống như chúng là con của chúng ta vậy? Nhìn giống chúng ta quá mà. Có lẽ là ý trời muốn chúng ta là bố mẹ của chúng rồi. Ừ, hay là chúng ta lùa chúng về hang nuôi đi. Các con vừa có người che chở bảo vệ, chúng ta lại thêm vui cửa vui nhà. Phải đấy, chúng ta lùa đàn con về hang thôi anh. Nào các con, chúng ta về nhà thôi. Đôi vợ chồng cá tự dưng có một đàn con nên lấy làm mừng rỡ lắm. Chúng ngày đêm chăm sóc cho bầy nòng nọc và đi khoe với các loài thủy tộc đó là con mình. Các loài thủy tộc thấy nòng nọc giống cá trê con quá nên đều tin là thật. Có lẽ là đàn con của chúng ta đã nở cả rồi. Anh đã thấy các con chưa? Thôi chết, chúng bơi đi đâu cả thế này? Em xem, các con đều đã chui ra khỏi vỏ trứng cả rồi này. Trời ơi, chúng ta mau đi tìm các con thôi anh. Bình tĩnh nào em, chắc chúng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Các con ơi! Các con ơi! Các con ở đâu rồi? Các bác ơi, các bác có thấy các con em ở đâu không ạ? À, không thấy đâu, chúng tôi không thấy ai giống như hai bác cả. Anh ơi, lỡ mà có ai đó làm hại đến các con của chúng ta. Sẽ không có chuyện như vậy đâu, chúng ta cùng nhau tìm kiếm tiếp nào. Nào, ném qua đây nào. Giỏi lắm, đúng rồi. Các con kia rồi em ơi. Ôi, các con, thì ra các con đang ở đây. Các con ơi. Này, làm cái gì thế hả? Anh chị định làm gì các con của tôi đấy? Cái gì cơ chứ? Các con nào của nhà anh chị? Đây là đàn con của chúng tôi mà. Sao anh chị lại bắt các con tôi về hang của mình vậy? Tốt nhất là anh chị hãy đi trước khi chúng tôi nổi giận. Anh chị không thấy chúng giống chúng tôi y hệt hay sao? Đó là con của chúng tôi mà, ai cũng biết điều đó hết á. Tại sao anh chị có thể cướp trắng trợn con của chúng tôi như thế? Chính tôi đã sinh ra chúng mà. Nhà anh đừng có lôi thôi, mau trả lại các con cho chúng tôi. Trời ơi, anh làm gì mà dám lớn tiếng như thế? Không có trả con gì ở đây cả. Con chúng tôi, tại sao chúng tôi phải trả chứ? Hai bên ban đầu còn cãi lý, sao không ai chịu ai, nên xảy ra ẩu đả. Vợ chồng cóc chậm chạp, không lặn giỏi dưới nước, nên bị vợ chồng cá trê đánh cho tơi bời, thương tích đầy mình, đành phải bỏ chạy. Anh ơi, chúng ta phải làm thế nào để có thể đón các con về được đây? Đã đến nước này rồi, chúng ta chỉ còn cách kiện vợ chồng nhà trê thôi. Về nhà, vợ chồng cóc chịu không nổi sự ấm ức nên phát đơn đi kiện. Ông Trạch lãnh phần xử lý vụ này nên lập tức cho đòi vợ chồng cá trê đến công đường. Nhà trê, vợ chồng nhà cóc đã đâm đơn kiện vợ chồng nhà ngươi cướp đàn con của họ mang về nuôi và không chịu trả lại. Có phải như vậy không? Bẩm quan, không hề có chuyện đó ạ. Đây là con của vợ chồng nhà con. Như ngài thấy đấy, chúng giống vợ chồng con y như lột thế này ạ. Dạ bẩm quan, đúng vậy ạ. Toàn thân một màu đen, da bóng và lại còn có đuôi nữa. Chính là con đã sinh ra chúng, thưa ngài. Thưa quan Trạch anh Minh, xin ngài hãy thương xót lấy lại công bằng cho vợ chồng con. Đây là các con của hai vợ chồng nhà con. Chính vợ chồng anh ấy đã nhân lúc chúng con vắng mặt mà ngang nhiên lùa về nuôi ạ. Xin quan hãy giúp vợ chồng con lấy lại lẽ công bằng ạ. Phép nước sẽ thẳng tay trừng trị những kẻ nào gian tà xảo trá. Nay có một bầy con mà hai kẻ giành giật, ai cũng tranh bảo là con của mình. Như vậy ắt là có kẻ ngai người gian. Bây giờ hễ kẻ nào ngai thì sẽ được bầy con và được nhà bên kia phục dịch. Ngược lại còn kẻ nào gian thì sẽ bị đánh 100 roi và phải phục dịch cho nhà còn lại. Các người nghe rõ chưa?
Dạ vâng, thưa quan trạch, anh Minh. Quan trạch ra lệnh đem bầy nòng nọc nhốt vào một nơi kín đáo, truyền cho Trê, Cốc 3 ngày nữa hãy đến hầu kiện. Giờ là đúng ngọ, ta sẽ thả bầy nòng nọc này ra. Hỡi là con ai thì chúng sẽ về phía nhà đó. Phen này vợ chồng mình thắng kiện là cái chắc. Kiểu gì bầy nòng nọc sẽ chạy về phía của chúng ta. Chúng đã quen hơi của chúng ta và sống bên chúng ta từ khi sinh ra cho đến giờ cơ mà. Chúng còn nhỏ vậy, sao đã biết mà nhận ra vợ chồng mình được cơ chứ? Em đừng lo, quan anh Minh lắm. Quan làm như vậy chắc hẳn đã có cái lý của mình rồi. Ôi, chúng rụng đuôi rồi kìa. Thật là may mắn quá. Mẹ. Sao lại thế này? Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Bay nồng nọc là con của nhà Cốc. Chỉ là đợi ngày đợi tháng nó sẽ thành hình dạng của Cốc. Vậy mà vợ chồng nhà Cá Trê lại ngang nhiên lấy con của họ. Xin quan trạch tha mạng cho. Cứ theo phép nước mà làm thôi. Người đâu, mau đem vợ chồng nhà Trê ra đánh 100 roi cho ta. Còn vợ chồng nhà Cốc, người hãy đón các con của mình về. Xin quan hãy tha mạng cho chúng con ạ. Vậy là cuối cùng vợ chồng nhà Cốc cũng đã được đoàn tụ với các con của mình. Ông Trạch cứ theo phép công mà trị, phạt đánh vợ chồng Trê 100 roi. Vì vậy cho nên đầu Cá Trê mới dẹp lép như ngày nay. Số 0 của chiếc cân. Trên à, con tốt nghiệp đã 2 tháng, sao không xin được việc nào? Ba ơi, con đã nộp đơn 3 chỗ rồi, nhưng chỗ nào cũng từ chối vì con mới ra trường không có kinh nghiệm. Chỗ này không được thì mình xin chỗ khác, chứ gì con đã nản thì không được đâu. Ba không biết đâu, đi nộp đơn con cũng ngại lắm rồi. Đã vậy khi phỏng vấn rồi ôm hồ sơ về, con còn mặt mũi nào đi xin nữa chứ. Không những thế, con sợ khả năng của mình không làm được những công việc đó. Cố lên con gái, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Con phải cố gắng vượt qua được bản thân mình chứ. Dạ vâng. Thôi ba đi nghỉ đi, mai còn đi cắt lúa nữa. Mai con cũng ra phụ ba nữa nha. Ừ, con cũng đi ngủ sớm đi. Sáu mươi mốt. Năm mươi lăm. Ăn nhiều đi con, hôm nay cân lúa cả ngày mệt hả? Vâng ạ, cả ngày con đọc số, đầu óc con quay cuồng quá. Thôi nghỉ một lát đã mọi người ơi. Chị Trinh có chuyện gì buồn thế? Sao em biết chị đang buồn? Em thấy từ sáng giờ chị cứ buồn buồn mà. Chị cảm thấy bản thân mình vô dụng quá. Ai cũng tìm được việc sau khi ra trường, còn mỗi mình chị vẫn thất nghiệp. Nhưng chị sợ xin rồi lại bị người ta từ chối như mấy lần trước. Chị Trinh đừng buồn nữa. Chị nhìn nè, trước khi em có một bao lúa, thì nhìn vào em chị đọc số mấy? Em không có gì đặt lên thì tất nhiên là số 0 rồi. Đúng vậy đó chị, em luôn bắt đầu bằng số 0. Hiện tại chị cũng thế, chị chỉ có thể thêm chứ đâu có bớt đi được, nên việc gì phải sợ. Nếu chị không xin được việc chỗ này thì chị xin chỗ khác, nếu không được thì lại bắt đầu lại. Chị cứ kiên trì, sớm muộn gì chị cũng sẽ tìm được việc thôi. Còn nếu chị cứ sợ á, không dám thử thì chắc chắn chị sẽ vẫn mãi ở vạch xuất phát thôi. Chị hiểu rồi, quả thật thời gian qua chị để mình trì trệ quá. Chị đã không cố gắng hết sức, chị không thể để mình ở vạch không mãi thế này được. Chị biết mình phải làm gì rồi, cảm ơn em. 3 ơi, ngày mai con sẽ lên tỉnh xin việc. Chiều 3 đi xây lúa, ghé tiệm photo, mua cho con chục bộ hồ sơ nữa nha ba. Dạ, lần này con gái của ba có vẻ quyết tâm đây. Được rồi, ba sẽ mua hồ sơ về cho con làm luôn. Được nhận vào công ty Hạnh Phúc rồi. Công ty lớn nhất tỉnh mình phải không con gái? Dạ phải rồi ba. Cố gắng nha con gái.
đêm cuối cùng. Bác sĩ à, tôi thấy ông cụ có vẻ nguy kịch lắm rồi. Đúng vậy, ông cụ bị trụy tim. Tôi đã cố hết sức, nhưng cụ cũng chỉ tỉnh lại phần nào. Mà mãi sao không thấy cậu con trai của cụ đến vậy, thưa bác sĩ? À, cậu ta đang ở trong quân ngũ, đóng quân ở vùng hải đảo xa xôi, chắc là đêm nay mới về kịp. Hey, cầu mong cho hai cha con được gặp nhau lần cuối. Cụ ơi, con trai của cụ đến rồi đây. Cụ ơi. Quái lạ, gặp bố mình đã sắp hấp hối, vậy mà sao anh ta có vẻ bình tĩnh thế nhỉ? Cha ơi, con đã về đây. Con vừa vượt hàng trăm cây số để về bên cha đi. Có lẽ anh cũng nên chợp mắt một lát. Đi từ xa về chắc là mệt lắm, cũng cần phải giữ sức khỏe cho những ngày tiếp theo chứ. Cảm ơn chị, tôi biết rồi mà. Cha ơi, con chúc cha yên giấc ngàn thu. Tôi thật lòng chia buồn cùng anh. Cũng may mà anh đã về kịp để gặp cụ lần cuối. Thôi, mời anh sang làm những thủ tục cần thiết. Ờ, không, ông cụ này là ai vậy? Anh nói gì lạ vậy? Ông cụ là cha anh mà. Không, không phải đâu. Ông cụ ấy đâu phải là cha của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp ông cụ. Vậy sao anh không nói gì khi tôi đưa anh đến gặp cụ chứ? Tôi biết là có sự nhầm lẫn từ người cấp phép cho tôi về nhà. Tôi nghĩ có lẽ con trai ông cụ và tôi trùng tên, trùng quê quán. Do đó người ta mới nhầm như vậy. Khi đến bên ông cụ, tôi nhận ra là cụ đã yếu đến mức không còn phân biệt được tôi với con trai cụ nữa. Biết là cụ rất cần có ai đó bên cạnh, nên tôi đã quyết định ở lại. Ôi, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Anh lính à, anh đúng là một người lính trẻ mẫu mực. Khung cửa lấp lánh. Dậy giúp mẹ làm việc nhà với chứ. Có một cậu bé nọ sống trong một nông trại xa xôi hẻo lánh. Mỗi sáng cậu phải thức dậy trước lúc mặt trời mọc để giúp mẹ việc lặt vặt. Ngày nào cũng vậy, các công việc cứ lặp đi lặp lại khiến cậu cảm thấy khó chịu, và cậu mong muốn một cuộc sống khác hơn. Mỗi ngày lúc mặt trời đứng bóng, cậu dừng tay một lát và qua cửa sổ nhà mình. Cậu ngắm nhìn ngôi nhà có khung cửa sổ bằng vàng ở tích đằng xa. Phải chi mình được sống trong ngôi nhà đó nhỉ? Chắc sẽ tuyệt lắm. Mình phải đến thăm ngôi nhà lộng lẫy ấy mới được.
chẳng lẽ lại là căn nhà tồi tàn này sao? Đúng là khung cửa sổ này mình không thể nhầm được. Cháu chào ông ạ. Ừ, chào cháu. Cháu đang ngẫm nghĩa gì thế? Mà cháu ở đâu đến vậy? Cháu đang ngắm ngôi nhà của ông ạ. Nhà cháu ở quả đồi bên kia cơ. Vậy có phải ngôi nhà này có khung cửa sổ bằng vàng không ạ? Có phải nhà cháu là ngôi nhà bên kia không? Cháu nhìn chưa rõ ạ. Ông hiểu rồi. Vậy cháu hãy lên đây với ông. Cháu hãy nhìn xem khung cửa sổ của ngôi nhà kia kìa. Ơi, đẹp quá. Đó chính là ngôi nhà của cháu đấy. Cháu thấy không? Ánh nắng rọi chiếu khiến những khung cửa sổ trở nên óng ánh như được làm bằng vàng vậy. Ngôi nhà của cháu còn rất nhiều cửa sổ được làm bằng vàng, còn nhà của ông chỉ có một cửa sổ thôi. Các bạn thấy đấy, hoa hạnh phúc mọc ngay bên cạnh chúng ta, chứ không phải ở trong vườn người khác. Tẩm đến rồi. Đây, tớ cho cậu mượn cuốn sách này. Cảm ơn cậu, có hay không vậy? Tớ thấy hay, nhưng mà không biết có phù hợp với cậu không nữa. Có nhiều chi tiết khá ly kỳ đấy, đừng có sợ nhé. Yên tâm, tớ không nhát như vậy đâu. À, không, không. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ thôi. Tất cả cũng tại quyển sách mà dê cho mình mượn, là mình cả đêm không ngủ được. Đã vậy vừa chợp mắt lại còn gặp ác mộng nữa. Hả? Tẩm? Lẽ nào đó là tên của con quái vật trong truyện? Không đâu. Anh thỏ, anh đi đâu vậy? Tẩm đến rồi. Tẩm là ai cơ? Các cậu chạy đi đâu mà hốt hoảng vậy? Cậu còn ngồi đó mà hỏi hả? Mau mau mà chạy đi, tẩm đến rồi đấy. Tẩm nào? Tẩm là ai? Cậu mà cứ ở đó mà hỏi, lát rồi cậu sẽ biết ngay thôi mà. Chờ tớ với nào các cậu, chờ tớ với. Chuyện gì mà sao các cháu chạy cả đoàn đi đâu thế? Dạ, tẩm đến rồi ạ. Ủa, tẩm nào? Tẩm ở đâu thế? Dạ, cháu không biết, cháu thấy bạn sóc bảo thế. Dạ, cháu thấy bạn thỏ bảo vậy ạ. Dạ vâng, chính cháu nghe thấy, nó ở hồ đó ạ. Nó là quái vật rất đáng sợ bác ơi. Chúng ta chạy mau thôi bác, kêu nó đuổi kịp bây giờ. Các cháu cứ bình tĩnh. Nào, thỏ con dẫn bác tới đó xem sao. Nhưng mà cháu sợ lắm bác ơi. Yên tâm, đã có bác, các cháu chớ có lo. Mà có quái vật thật thì cả khu rừng chúng ta chả lẽ không tiêu diệt nổi nó hay sao? Vâng ạ. Thế để cháu dẫn bác và mọi người quay lại hồ ạ. Đó bác ơi, tẩm sống ở đó ạ. Hú hồn, thì ra là tiếng quả đu đủ rồi. Đó, các cháu nghe thấy rồi nhé. Đó chỉ là tiếng động của quả đu đủ rơi xuống mặt hồ thôi. Không có gì đáng sợ đâu nhé. Thế mà thỏ con nói là có quái vật tẩm. Tất cả là tại thỏ con. Thỏ con và các bạn hãy nhớ, khi gặp chuyện gì, nhìn thấy gì đi chăng nữa,
thì các cháu cũng phải bình tĩnh tìm hiểu, suy xét. Chờ cô học tập, vội vã suy đoán các cháu nhớ chưa? Dạ, thưa bác, vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.